Xin chào các bạn, nếu các bạn lần đầu tiên xem video hướng dẫn các dự án nào đó trên kênh của mình thì một chút thời gian cho mình nút like, nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Ở trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án Eros đến từ NSQR. Giá này thì mọi người có cơ hội nhận được 0,3 token MSQ, giá trị tương đương cả 3 USDT mọi người nhé. Ok, để tham gia kèo này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đó chatbot hoàn thành các nhiệm vụ trên Telegram. Vào đây bấm Start cho mình. Rồi, ở đây các bạn sẽ bấm một con tin và nhập mã captcha đây cho mình nhé. Ở đây mọi người sẽ có phép tính nhé, mọi người sẽ nhập vào cho mình. Rồi, bây giờ các bạn join vào kênh group Telegram. Bấm tham gia kênh này. Sau đó quay trở lại, các bạn follow kênh Twitter luôn, like và retweet ở kênh Twitter. Bấm theo dõi kênh Twitter cho mình. Sau đó kéo xuống bài đăng, ngoài slide, retweet lại bài đăng. Ok. Tiếp tục quay trở lại Telegram. Các bạn follow kênh Medium luôn. Bấm theo dõi kênh Medium cho mình nhé. Sau đó các bạn quay trở lại Telegram, tiếp tục bấm vào đôi đôn cho mình. Ở đây mọi người sẽ nhập username kênh Twitter của mọi người vào đây cho mình. Rồi, tiếp theo mọi người sẽ nhập username kênh Medium của mọi người vào đây cho mình. Ok. Tiếp tục follow kênh Twitter, kênh liên kết Twitter cho mình nhé. Like và retweet là kênh Twitter. Like, retweet là kênh Twitter. Ok, tiếp tục quay trở lại Eros. Các bạn bấm đôn. Rồi, ở đây các bạn sẽ gửi địa chỉ ví mạng Polygon Matic ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask cho mình. Nếu các bạn dùng ví Trust thì mọi người sao chép địa chỉ ví mạng Polygon Matic. Còn nếu ở trên ví MetaMask thì anh em cần phải tích hợp mạng Polygon Matic nhé. Video hướng dẫn tích hợp mạng Polygon Matic ở trên ví MetaMask thì mình sẽ để dưới phần mô tả để anh em có thể xem lại và làm nhé. Rồi, như vậy chúng ta đã hoàn thành các nhiệm vụ này. Ở đây mọi người sẽ thấy số dư của mọi người ở đây nhé. Đấy. Còn nếu như các bạn có thêm red thì mọi người sẽ bấm vào refresh để mọi người cập nhật số dư sau 6 giờ đồng hồ mọi người nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Vừa rồi mình hướng dẫn mọi người dự án Eros đến từ MSQuarry. Dự án mọi người sẽ nhận được token MSQ mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.